mang hai chân giả đầu tiên tham dự cuộc chạy đua 400 thước bán kết tại Olympic London. Cảnh sát Nam Phi cho biết anh đã bắn người bạn gái xuyên qua cửa phòng tắm với 4 phát súng tại căn hộ của anh bên bờ hồ có cổng gác bên ngoài ở thủ đô Victoria. Bạn gái của anh là người mẫu River Steenkamp đã bị chết vì vết thương bắn trúng đầu. Cảnh sát cho biết vào thời gian xảy ra án mạng, trong nhà chỉ có anh và cô bạn gái này. Pistorius được gọi là người đàn ông nhanh nhất không có chân, có thể bị tuyên án tù chung thân. Một người ở Johannesburg cho rằng, cho dù không có ý cố sát, Steenkamp cũng không thể sống lại, nên Pistorius phải trả giá cho việc làm của anh ta. Một người khác nói sát nhân là sát nhân, phải bị luật pháp trừng trị. Khu nhà của anh đang có tường cao 3 thước và có hàng rào điện.